chị, cứ 100 người trưởng thành thì có 1 đến 5 người bị viêm khớp dạng thấp. Bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tim mạch khớp sưng đau và có thể dẫn đến xói mòn xương, biến dạng khớp. Đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh thì bệnh nhân có thể thấy nhiều cơn đau xuất hiện hơn. Và cách phòng ngừa bệnh viêm thấp khớp trong mùa lạnh như thế nào? Của chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày kỳ này. Trước hết là những thông tin cập nhật về y tế sức khỏe. Bộ Y tế đã vừa đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành với hơn 10.000 loại thuốc hết hiệu lực sau năm 2022. Theo Bộ Y tế, năm 2023 sẽ có thêm hơn 3.800 giấy đăng ký thuốc hết hiệu lực. Điều này dẫn đến số lượng hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc phải xử lý từ nay đến hết năm 2023 là rất lớn, gần 14.000 thuốc, gây ra nguy cơ thiếu thuốc trầm trọng nếu không nhanh chóng xử lý. Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc, do các thuốc này đã được đăng ký lưu hành nhiều năm tại Việt Nam và nhiều nước. Thưa quý vị, ngày nay, tỷ lệ người trẻ tuổi mắc ung thư phổi đang có dấu hiệu gia tăng. Trong số đó, có tới 90% là do sử dụng các loại thuốc lá. Chưa kể, người hút thuốc cũng có khả năng mắc ung thư đường hô hấp cao đến 30 lần so với người không hút thuốc. Đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ mắc ung thư phổi ở người trẻ, đặc biệt là người hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Bạn 4. Ung thư phổi di căn. Hiện nay ở giới trẻ, không chỉ dừng lại ở các loại thuốc lá thông thường, mà kể cả thuốc lá điện tử. Với thanh thiếu niên của chúng ta, nếu mà các em hút thuốc càng sớm, thì cái nguy phản ứng, cái thái độ của cộng đồng với cái hành vi hút thuốc lá nơi công cộng là một cái nội dung rất là quan trọng. Về cái việc, đặc biệt là những ví dụ những người mà người ta không hút thuốc lá chẳng hạn, người ta dám lên tiếng nhắc nhở những người hút thuốc lá hút đúng nơi quy định. Và chúng ta coi cái hành vi hút thuốc lá không đúng nơi quy định là một cái hành vi cần phải được lên án, cần phải được thay đổi. Thưa quý vị, bệnh viêm khớp dạng thấp là một bệnh lý về xương khớp thường gặp và có thể gây tàn phế. Trong một thẻ thuốc của bạn kỳ này, chương trình có cuộc phỏng vấn với bác sĩ Phan Văn Tú, khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bà Rịa. Mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ Quyên xin được chào bác sĩ. Xin chào MC Mỹ Quyên, chào khán giả xem đài. Thời gian qua thì chương trình Sống khỏe mỗi ngày đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của khán giả gửi về những cái bệnh lý liên quan đến xương khớp, và đặc biệt có những câu hỏi mà liên quan đến bệnh viêm khớp dạng thấp. Vậy thì có những cái triệu chứng đầu tiên như thế nào để giúp người ta phát hiện rằng là mình đang mắc cái căn bệnh viêm khớp dạng thấp ạ? Để chẩn đoán được bệnh thì người ta dựa vào một nhóm triệu chứng. Triệu chứng đầu tiên là cái triệu chứng viêm sưng đau ở các khớp, đặc biệt là khớp liên đốt gần ngón tay, khớp bàn ngón tay, khớp cổ tay, khớp khuỷu và khớp bàn ngón chân. Và cái triệu chứng của nó thường viêm khớp ở đây là nó viêm đối xứng cả hai bên, tức là cả hai tay đều bị. Thứ nhất, thứ hai nữa là thường ít khi nào nó viêm một khớp mà nó viêm từ ba khớp độ lên. Sau đó là người ta có những cái triệu chứng điển hình khác, ví dụ như là triệu chứng cứng khớp buổi sáng. Thì cái dấu hiệu cứng khớp buổi sáng này thì thường người ta sử dụng để phân biệt với một số bệnh lý viêm khớp khác. Ví dụ như viêm do thoái hóa khớp gối hay là những viêm khớp nhiễm trùng hay viêm khớp không điển hình nhé. Thì cái dấu hiệu cứng khớp buổi sáng ở người viêm đa khớp dạng thấp là thường sau khi ngủ dậy ấy, thì là tay các cái khớp cứng, nó khó vận động. Người ta phải khởi động, người ta phải làm ấm, người ta làm các cái động tác mà động được, làm cho người ta gọi là phá dị khớp đó. Làm cho khớp nó mềm ra thì khoảng sau một tiếng đồng hồ nó mới trở lại trạng thái bình thường. Bệnh viêm đa khớp dạng thấp nó còn biểu hiện ở một số cơ quan khác. Ví dụ như ở trên da, ở mắt, ở phổi, ở tim và hệ thống mạch máu. Thì trên da thì người ta có thể các cái nốt thắt điển hình. Tuy nhiên ở người Việt Nam mình thì người ta nghiên cứu thấy là tỷ lệ mà có nốt thắt rất là ít, mà chủ yếu gặp ở người châu Âu. Thế và ở trên phổi thì khi mà người ta có biểu hiện thấp ở phổi ấy, thì người ta chụp hình lên là thấy có những cái nốt thắt điển hình ở phổi, hoặc là một số ít trường hợp ở mắt, và một số ít thì ở hệ thống mạch máu. Như vậy thì khi mà cơ thể mình có những cái dấu hiệu bất thường, có gì đáng báo động là mình phải đến các cơ sở y tế hoặc là bác sĩ chuyên môn để mà thăm khám ngay. Với cái những cái triệu chứng viêm khớp dạng thấp mà bác sĩ vừa chia sẻ thì với cái thường cái đối tượng hoặc cái lứa tuổi nào mà thường gặp nhất ạ? Lứa tuổi thường gặp nhất là lứa tuổi trung niên. Nữ thì gặp nhiều hơn nam, thường là ba người nữ thì mới có một người nam hoặc có thể hơn. Và đặc biệt là nữ ở cái thời kỳ mang thai thì thường gặp hơn. Vì sao nữ có cái tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nhiều hơn nam giới thưa bác sĩ? Nghiên cứu về di truyền học và về gen thì người ta thấy là cái hệ miễn dịch
và một số gen thì nó thường dễ biểu hiện bệnh lý hơn là một số gen khác. Tuy nhiên mà để khẳng định nguyên nhân chắc chắn thì người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân là gì. Người ta chỉ thống kê thấy rằng là tỷ lệ nữ gặp nhiều hơn nam thôi. Bác sĩ có thể cho biết cái cách điều trị viêm khớp dạng thấp như thế nào? Và đối với những người mà mắc bệnh viêm khớp dạng thấp rồi thì họ phải làm gì để bảo vệ cái khớp của mình? Chính vì là chưa tìm ra nguyên nhân và chưa hiểu rõ cơ chế của bệnh sinh, cho nên là để điều trị viêm khớp dạng thấp cho đến nay mà nói thì có rất nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên thì tự chung lại là có hai phương án điều trị. Thứ nhất là điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Thứ nhất là điều trị không dùng thuốc thì đầu tiên là các biện pháp vật lý trị liệu, tức là một là tập vật lý trị liệu ở các cái trung tâm, ở các bệnh viện, hoặc là thầy thuốc có thể hướng dẫn cho bệnh nhân tự tập vật lý trị liệu ở nhà. Thì trong cái giai đoạn mà viêm cấp thì sưng đau thì đầu tiên là phải hạn chế vận động, hoặc là có thể là bác sĩ sẽ có các cái công cụ hỗ trợ giống như nẹp hay là gì đó để cho bớt vận động khớp để đỡ đau. Thứ hai nữa là sẽ tập vật lý trị liệu lại ngay khi mà triệu chứng thuyên giảm. Thứ ba nữa là người ta sẽ có những chế độ ăn riêng, tức là hướng tư vấn cho bệnh nhân những chế độ ăn mà có lợi cho cái bệnh viêm khớp dạng thấp. Thứ ba nữa là những người mà điều trị mà nó không dứt hẳn thì người ta sẽ hướng cho bệnh nhân những công việc nghề nghiệp cụ thể nào đó mà đỡ ảnh hưởng cho bệnh nhân, như là giảm chịu lực cho khớp hoặc là hạn chế những cái động tác bất lợi cho những cái khớp bị viêm. Thế còn điều trị dùng thuốc thì hiện nay có các nhóm thuốc để điều trị viêm khớp dạng thấp như thế này. Thứ nhất là trong giai đoạn viêm cấp thì người ta sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm. Trong các thuốc kháng viêm thì có hai nhóm, thứ nhất là nhóm non-steroid và nhóm steroid, thì có thể là dùng uống hoặc là chích, có thể chích tại chỗ. Và hiện nay có một cái nhóm thuốc nữa là cái nhóm thuốc kháng thấp khớp, tôi gọi là nhóm chung gọi là kháng thấp khớp, thì người ta đang trên quá trình nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng thì thấy cái nhóm thuốc mà kháng thấp khớp này nó làm tiến triển và thay đổi cái tiên lượng tốt của cái bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Thứ ba nữa, đặc biệt là hiện nay với sự tiến bộ của khoa học y học thì người ta sử dụng các thuốc gọi là thay đổi đáp ứng sinh học của cơ thể. Thậm chí là người ta dùng những cái thuốc có thể là độc tế bào hoặc là tác động lên các cái tế bào lympho B, lympho T để thay đổi cái quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Thì hiện nay đây đang là cái hướng mới nhất. Thậm chí người ta đang nghiên cứu đến các cái phương án khác nhau nữa, như là tế bào gốc hoặc là những phương án tiến bộ hơn. Tuy nhiên thì những cái công trình này đang trên quá trình nghiên cứu thử nghiệm và đang áp dụng thì bước đầu cho hiệu quả. Dạ. Vậy thì đối với những người mà bệnh viêm khớp dạng thấp, họ ngoài cái việc mà tuân thủ theo cái hướng điều trị của bác sĩ, hướng dẫn của bác sĩ, thì họ làm gì để tự cái bảo vệ cái khớp của mình? Mình phải chung sống hòa bình, thích nghi để cho cái cuộc sống nó thuận lợi hơn. Thì nó có chia ra 4 mức độ khác nhau của bệnh viêm khớp dạng thấp, từ nhẹ tới nặng. Thì cái mức độ 1 ấy, thì gần như là rất ít ảnh hưởng đến cuộc sống, lao động và sinh hoạt. Tuy nhiên thì nó ảnh hưởng đối với những người mà vận động thể thao mạnh hay là công việc nặng nhiều. Thế còn những người mà bệnh viêm khớp dạng thấp nặng, đặc biệt là ở cái loại giai đoạn 4 mà nặng mà nó gây nó biến dạng khớp, thì thực sự là những người này thì gần như là nó bị tàn phế. Và người ta sẽ hiện nay thì một số trường hợp người ta phải mổ để làm cứng khớp hoặc là thay khớp cho những bệnh nhân này. Đối với những bệnh nhân này thì thường là tiên lượng rất là nặng. Thế còn những bệnh nhân nhẹ thì khi mà người ta biết được mình viêm khớp dạng thấp thì một đó là mình phải chọn cái lối sống sinh hoạt lành mạnh, các chế độ ăn thì phù hợp, đảm bảo các cái chất dinh dưỡng, cân đối giữa ba cái nhóm chất và đặc biệt là các cái vi chất, và có các cái yếu tố vi lượng đầy đủ để cho quá trình tái tạo khớp nó được tốt hơn. Vì bệnh viêm khớp dạng thấp là một bệnh mà nếu chẩn đoán sớm, điều trị đúng thì nó sẽ thay đổi tiên lượng bệnh và kéo dài cái sự tiến triển nặng của bệnh. Do đó khi mà mình nghi ngờ hoặc là đã chẩn đoán viêm khớp dạng thấp thì tốt nhất là đến khám và điều trị ở bác sĩ chuyên khoa. Xin được cảm ơn những kiến thức về căn bệnh viêm khớp dạng thấp mà bác sĩ Tú vừa chia sẻ với chương trình. Vâng, cảm ơn chị. Thưa quý vị, bệnh viêm khớp dạng thấp diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả nặng nề, do đó cần được điều trị tích cực ngay từ đầu bằng các biện pháp hữu hiệu để làm ngưng hay là làm chậm tiến triển của bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Khi điều trị viêm khớp dạng thấp, người bệnh nên áp dụng chế độ ăn uống hợp lý, giúp giảm nhẹ triệu chứng, ngăn chặn tiến triển cũng như là biến chứng của bệnh. Chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.